Dạ, ông mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản ở trong nước cũng như ngoài nước thân mến. Thì hôm nay Hùng đi ra ngoài chỗ Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, còn gọi là thị trấn Vạn Giả của huyện Vạn Ninh. Thì hôm nay Hùng sẽ làm một cái video review cái khu dân cư thị trấn Vạn Giả này để cô chú anh chị biết thêm nhé. Thì đây sẽ là trung tâm cũng như là khu mua sắm của người dân ở thị trấn Vạn Giả, tỉnh Khánh Hòa. Và Vạn Giả với lại Vạn Ninh đó, nó là nằm trong vùng khu kinh tế Bắc Vân Phong của Khánh Hòa của mình. Thì Bắc Vân Phong đó, nó là một cái vùng mà đặc khu kinh tế, là một trong ba khu vực kinh tế của Việt Nam của mình, đó là Vân Đồn và Phú Quốc và Bắc Vân Phong. Thì trong đó thì Vân Đồn và Phú Quốc đó, là đã hoàn thiện rồi, còn mà bây giờ chỉ còn có Bắc Vân Phong là chưa có hoàn thiện xong, nên nó là trong tương lai về Bắc Vân Phong của chúng ta thì nó vẫn còn rất là nhiều cái tiềm năng để phát triển. Thì hôm nay Hùng sẽ review giới thiệu đến cô chú anh chị các con đường nhỏ nhỏ lớn lớn ở trung tâm thị trấn Vạn Giả để cô chú anh chị nắm nhá. Và sẵn tiện thì review cho cô chú anh chị ở nước ngoài biết hơn về quê hương của mình ở Vạn Ninh, Vạn Giả rồi nó như thế, hiện tại bây giờ nó như thế nào. Trong tương lai thì về quê là mình không có bị ngỡ ngàng ngơ ngác hả cô chú anh chị ạ. Đây là ngay tại vị trí cái cầu ngay chỗ thị trấn Vạn Giả cô chú anh chị, ngay chợ Vạn Giả của mình ở phía trước đây này. Ngay đây là trung tâm, gọi là trung tâm của trung tâm thị trấn Vạn Giả. Thì ông anh của Hùng đó làm trong này nè cô chú anh chị, nó sau này mà cô chú anh chị mà có thuê kiosk thuê này nọ thì Hùng sẽ giới thiệu nhà mình trong này có đang cho thuê kiosk đó cô chú anh chị. Bây giờ Hùng sẽ đi tất cả các con đường chính của khu này review cho cô chú anh chị xem nhé. Thì sau này sắp tới là cô chú anh chị mà có nhà có đất ở đây á thì cho Hùng xin nhận ký gửi cô chú anh chị, bởi vì sắp tới Hùng với lại ông anh của Hùng sẽ mở văn phòng ở ngoài ngay tại chỗ trung tâm xe buýt Quyết Thắng với lại chỗ mà siêu thị Quyết Thắng đây này, để văn phòng bất động sản á, để mai mốt nhận ký gửi nhà đất ở Bắc Vân Phong, bởi vì Bắc Vân Phong của chúng ta thì nó có tiềm năng lớn và quy hoạch thì cũng đã phê duyệt ổn định rồi, nên nó là trong tương lai á thì Hùng sẽ tập trung làm ở Bắc Vân Phong này cũng tương đối nhiều. Nếu mà cô chú anh chị mà có điều kiện có nhà có đất mà mong muốn bán á thì cho Hùng xin nhận ký gửi cái nha. Đó thì tiềm năng nhất là ở xã Vạn Thắng. Xã Vạn Thắng đây là thuộc xã Vạn Thắng hay sao cô chú anh chị? Đó, đường này là đường Lê Hồng Phong của thị trấn Vạn Giả. Thì xã Vạn Thắng là xã mà có cái sân bay Chấp Thơ cô chú anh chị. Thị trấn Vạn Giả nó cũng sầm uất, không giống gì, không khác gì Nha Trang của mình hết. Đang chờ đèn đỏ. Đèn đỏ đây. Đường này mình đang đi là con đường Lê Hồng Phong, thị trấn Vạn Giả cô chú anh chị ạ. Hùng thì Hùng không rành Vạn Giả lắm đâu, nhưng mà hôm nay là mình Hùng sẽ đi dạo một vòng để khám phá luôn, sẵn tiện là review giới thiệu đến cô chú anh chị ha. Ở ngoài đây là rất là nổi tiếng với lại Bắc Văn Phong, là các văn phòng giao dịch bất động sản ở đây rất nhiều. Hôm nay là Hùng ra ngay chỗ xe buýt Quyết Thắng với lại siêu thị Quyết Thắng, sẵn tiện là Hùng mượn một chiếc xe máy đi dạo một vòng khu vực hay khảo sát xung quanh rồi. Rồi xong rồi sẵn tiện là review con đường các con đường ở đây, đường chính ở khu Vạn Giả này để cô chú anh chị nắm biết và tham quan quê nhà của mình luôn. Ở đây ở thị trấn Vạn Giả này Hùng nghe nói là có một con đường, đó là con đường rất là nổi tiếng, đó là con đường Nguyễn Huệ. Thì nãy giờ mình mới đi trên đường Lê Hồng Phong mà không biết đường Nguyễn Huệ nó nằm ở vị trí nào để Hùng đi tìm một vòng xem sao. Ở Vạn Giả Bắc Văn Phong này có một thời 2017 sốt đất cực kỳ ghê gớm,
Và sốt đất như lúc đó là người dân ở đây nhiều người giàu lên từ đất đai lắm cô chú anh chị. Con đường này là đi ra biển của mình nè. Đây là đường Lê Hồng Phong nè cô chú anh chị. Đó. Rồi, que đây là que Trần Hưng Đạo rồi. Đó. Tới đoạn này là đường Trần Hưng Đạo đúng không? Để coi có phải không? Ở đây bạn vẽ là có nổi tiếng với lại món bánh canh hẹ nha cô chú anh chị, bánh canh cua ghẹ. Bánh canh ở đây là ngon lắm cô chú anh chị ạ. Mấy bữa cũng có ăn ở đây rất là nổi tiếng. Nè nó nằm trên cái đường nào Hùng quên mất tiêu rồi. Đường này là đường Trần Hưng Đạo, Vạn Giả, Vạn Ninh cô chú anh chị ạ. Qua bên này là chắc là bờ biển nè cô chú. Đó, đi ra bên đây là bờ biển nè. Đó, biển ở ngoài trước đây. Đó. Mình chỉ đi mấy con đường chính thôi, còn đường phụ nhỏ nhỏ thì thôi cô chú chị. Đường này là chắc là con đường bờ biển theo dọc theo bờ kè nè cô chú anh chị ạ. Nãy là mình đã đi qua được đường Lê Hồng Phong rồi, bây giờ qua đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo rồi xong rồi mình sẽ đi vào thêm một số con đường nữa. Đi vào các con đường sầm uất nhất ở cái khu này. Bên phải trái, tay phải trái của Hùng đây là bờ biển nè cô chú anh chị. Ở Vạn Giả là nổi tiếng với lại khu du lịch là gì quên mất rồi, đảo Điệp Sơn đúng rồi. Mai mốt mà cô chú anh chị mà đi qua Điệp Sơn là tới thị trấn Vạn Giả ngay tại vị trí này nè, gần đây nè. Đó, để mà đi qua bên Điệp Sơn có cái chỗ dừng chân đi qua đảo Điệp Sơn mà để Hùng coi thử cái chỗ nào quên mất tiêu lâu quá. Ngày xưa Hùng cũng có qua Điệp Sơn, Hùng có review một cái video bên Điệp Sơn á cô chú anh chị ạ. À. Nhưng mà bây giờ thì video chắc nó chìm mất tiêu rồi. Con đường này là con đường ven biển của thị trấn Vạn Giả, đường Trần Hưng Đạo nè. Bên này là khu dân cư, còn bên này là bờ biển. Đó, và bờ biển bên này nó làm cái bờ kè rất là rộng to. Đường này bây giờ giá nó cũng khoảng là 40-50 triệu một mét đất á cô chú chị. Con đường này nó có vẻ nó cũng rất là sầm uất đó nha. Ở đây là ra khu bờ kè của thị trấn Vạn Giả nè. Mình sẽ đi qua cái khu bờ kè mình coi một xíu nha. Đó. Ngày xưa thì lúc mà chưa sốt đất thì nó chưa có cái bờ kè này đâu. Sốt đất mạnh nhất ở thị trấn Vạn Giả thời năm 2017 đó cô chú chị. Đây là thị trấn Vạn Giả nè. Đây bờ kè chắn sóng ở Vạn Giả đó cô chú. Hôm nay là Hùng không có quay nhà quay đất, chỉ có đi quay đường xá rồi cho cô chú anh chị xem thôi, mang lại nhiều thông tin hữu ích. Đó, đây là khu làng chài của thị trấn Vạn Giả của bạn huyện Vạn Ninh của mình này. Đó, đảo Điệp Sơn là nó nằm ở bên kia, que bên kia là đảo Điệp Sơn nè. Đó, đảo Điệp Sơn là nguyên cái dãy phía trước đó cô chú anh chị. Đó, đảo Điệp Sơn là đó, hai cái đảo đó. Đó, đảo Điệp Sơn là đảo đi bộ que giữa biển đó cô chú anh chị. Đó, đây bây giờ mình sẽ đi tiếp tục vào con đường Trần Hưng Đạo, mình đi tiếp nha, mình đi mình tham quan tiếp. Ở đây hình như buổi sáng người ta mở chợ nè, nên là ở đây có mấy cái sạp như thế này. Đặc sản ở đây là hải sản nè. Ở trong Nha Trang mà ăn hải sản á, là người dân người ta thu, có mấy cái vựa người ta ra đến ngoài đây nè cô chú anh chị, người ta thu mua hải sản xong ta đem vào thấu trong Nha Trang, người ta bỏ cho các nhà hàng hải sản á, là các cô chú anh chị mà ăn hải sản trong các nhà hàng á, là ăn ở ngoài đây nè.
Ở đây có đường Lê Lợi nè, đó đường Lê Lợi này chắc cũng nối ra với lại đường quốc lộ 1E thôi. Ở đây thì đi ra đây một xíu là có gần với lại bờ biển nè, có nhiều nhà hàng. Ở đây là con đường ven biển của thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh trên đường Trần Hưng Đạo, cô chú anh chị. Tranh thủ thời tiết vẫn còn sáng sáng thì Hùng đi review cho cô chú anh chị luôn. Chứ hôm nay Hùng không có nhà, không có đất gì để review cho cô chú anh chị hết á. Đó, nếu mà cô chú anh chị mà có nhà có đất ở Bắc Văn Phong thì gửi cho Hùng nha. Sắp tới thì Hùng tập trung chuyên môn ở Bắc Văn Phong hơi bị nhiều ấy. Mình đang đi trên đường Trần Hưng Đạo cô chú anh chị ạ. À, Trần Hưng Đạo thị trấn Vạn Giả. Đây, điểm đón khách đi qua đảo Điệp Sơn là chỗ này nè cô chú anh chị. Đó, muốn đi qua Điệp Sơn là đi bằng bên này. Ở đây có cái bảng điểm đón khách Điệp Sơn nè. Đó, trời thời tiết bây giờ trời mưa mất tiêu rồi. Đó, có mai mốt mà cô chú anh chị đi qua đảo Điệp Sơn là có thể lấy cái số này gọi nè. Đó, đến đoạn này là bắt đầu trung tâm này cô chú anh chị. Đó, trung tâm ngay chỗ này. Ở đây có mấy nhiều cái quán cà phê nè, nhiều quán cà phê nhà hàng ngay tại đây. Thời tiết đang mưa, đang mưa giờ làm sao đây. Ngay ngoài đây có công viên rồi đẹp ha. À, đúng rồi, mình đi vô công viên mình đứng. Đây, công viên thị trấn Vạn Giả nè cô chú anh chị. Hôm nay ở đây làm rất là đẹp luôn. Ở dưới kia chắc chắn là tương lai cũng sẽ làm như thế này đây. Đó, công viên ở đây đẹp ha. Cái chỗ đất trống kia là mai mốt sẽ làm công viên này. Nếu ra là Hùng tính quay tiếp nhưng mà do trời mưa quá nên đi trú mưa tới giờ này nó tối om tối mờ. Giờ Hùng sẽ đi quay một phòng cho cô chú anh chị thấy công viên ở như đường. Cái công viên này là chắc cũng mới vừa làm xong à, một nửa thôi, còn một nửa chưa làm à. Nên ngày mai lần trước là Hùng ra là chưa có. Hôm nay có cái công viên này đẹp kìa. Đó, công viên bờ biển thị trấn Vạn Giả nè. Sáng tiện review cho cô chú anh chị ở xe biết lên biết hơn về thị trấn, cập nhật thông tin về thị trấn Vạn Giả của mình. Đó, thì tương lai mà Bắc Văn Phong và dưới lại Vạn Giả toàn thị trấn toàn huyện Vạn Giả mà lên được thành phố thì ngon quá ngon luôn. Sau này tương lai chắc chắn là nó sẽ lên thành phố, bởi vì là nó là một trong những cái vùng kinh tế đặc biệt của tỉnh Khánh Hòa, cũng như là vùng kinh tế đặc biệt của cả nước nữa. Nó nằm một trong ba vùng kinh tế đó là Phú Quốc, Vân Đồn và Vạn Ninh. Thì đây là Vạn Ninh cũng chưa có hoàn thiện nên là tương lai rất là tiềm năng.
Phải vượt qua rào một xíu. Ở đoạn này, công viên này là có rất nhiều cái quán cà phê với lại nhà hàng rồi gần vị trí đây nè. Đây vẫn là con đường Trần Hưng Đạo cô chú anh chị nhé. Ở đây vẫn có những cái căn gọi là nhà khách sạn mini, nhà nghỉ rồi cô chú anh chị. Đây đến đoạn này là trung tâm này, Bắc Văn Phong Restaurant rồi. Ở đây là có nhiều cái nhà hàng này. Nhà hàng Quỳnh Anh ở đây là nổi tiếng nhất Vạn Giả rồi cô chú anh chị. Đi thẳng ra khoảng 400-500 m nữa là mình tới đường quốc lộ 1A, nhưng mà mình đi vòng vòng ở trong phố này thôi. Đây là đường Tô Hiến Thành. Đường này là mình đi ban đêm nên là bây giờ chiều chạng vạng rồi nên là không có thấy cái gì hết. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là nhà cửa cũng rất là sầm uất rồi đó. Đây là thị trấn mà. Ở đây có nhiều cái quán cà phê cũng đẹp nè cô chú anh chị, nhiều quán cà phê, nhiều nhà hàng. Đây là đường Tô Hiến Thành của thị trấn Vạn Giả cô chú anh chị. Nếu mà hôm nào hùng đi ban ngày hùng sẽ review hết cái khu thị trấn Vạn Giả này cho cô chú anh chị xem. Nhà cửa ở đây cũng nhiều nhà nó khang trang lắm, nhiều nhà to cửa rộng, nhiều nhà đẹp. À, cô chú anh chị nào ở nước ngoài mà có quê ở Vạn Giả xem video này thì cho Hùng một like nha, một like, một share, chia sẻ video ủng hộ Hùng với. Lần sau Hùng sẽ quay nó nhiều cái video nó đẹp hấp dẫn hơn. Mai mốt mà kênh của Hùng mà nó có nhiều tiền YouTube rồi là Hùng sẽ mua cái live cam lại. Đợt trước có flycam mà bị hư mất tiêu rồi. Ở đây có nhà hàng nè cô chú anh chị, nhà hàng Phương Triều nè. Ở khu này nhiều nhà hàng phết á. Bây giờ ông sẽ dẫn cô chú anh chị về nhá. Rồi đi về. Mình cũng có việc một tí. Đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Rẽ qua bên này đi. Đường Nguyễn Trãi, Vạn Giả. Sẵn tiện trên đường về chỗ xe buýt Quyết Thắng thì Hùng review cho cô chú anh chị xem lô đường rồi luôn. Đường này là đường Nguyễn Trãi cô chú anh chị ạ. Nhà cửa ở đây thì rất là khang trang, đường xá đường đều rải nhựa rồi hết. Ở đây nó có một cái xã Vạn Thắng đó, cô chú anh chị. Xã Vạn Thắng là rất là tiềm năng, bởi vì ở đó nó có cái sân bay Chấp Thơ.
Đường này là đường Lê Lợi. Đường Nguyễn Trãi. Ở đây nhà đều có số nhà hết. Nhà nào cũng có số nhà, có địa chỉ đàng hoàng. Đường này là đường Nguyễn Du, nhỏ xíu. Ở đây nó giống như một cái khu bàn cờ, đi đâu nó cũng thông ra nhau hết cô chú anh chị ạ. Đây là Lê Đại Hành. Đường Ngô Quyền. Dân ở ngoài đây thích hát karaoke phết á. Đi đâu cũng nghe hát karaoke. Ở đây có con đường Nguyễn Huệ nó nổi tiếng lắm mà Hùng chưa nãy giờ chưa tìm thấy ra cô chú anh chị ạ. À, để hôm sau Hùng sẽ review hết cái khu Vạn Giả này cho cô chú anh chị xem, cái khu trung tâm này. Ở đây đi ra quốc lộ 1A nè. Đây hình như đường Nguyễn Huệ nằm ở bên đây nè. Tương lai mai mốt mà cô chú anh chị về bạn trẻ chơi á thì buổi tối là có thể tới chỗ nhà hàng của ông anh Hùng ở đây. Hùng cũng hay ra ở đây nè. Đó, quán búp buổi tối, còn ban ngày thì có cà phê. Quán nhậu nhỏ nhỏ buổi tối nè. Đây là đi thẳng ra một xíu là mình ra tới Bắc Văn Phong ở chỗ đường 651. Đi theo cái cầu này. Đây chỗ Victory Cà Phê với lại búp ở đây là của ông anh nhà Hùng, là ông anh Tài Kiến Hưng. Sau này cô chú anh chị mà có đi nhậu thì đi về Quảng Giả mà đi nhậu thì ghé đây ủng hộ Hùng với nha. À, sau này cô chú anh chị mà thuê ký ốt ở trong này thì Hùng sẽ giới thiệu đến nhà mình. Đâu rồi? Sorry.